Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mega Livestream, phiên live kéo dài 24 giờ của Học Văn Cô Sương Mai. Xin chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ đã là 10 giờ 52 phút rồi, cũng là nửa đêm rồi. Cô nghĩ rằng là có thể là có một số bạn cũng đã bắt đầu buồn ngủ. Có thể là có một số bạn nghĩ rằng là ôi chắc chiếc tuyển ngoài xa khó lắm hoặc khó thi lắm em không học đâu. Nhưng cô rất mong rằng là các bạn vẫn sẽ dành thời gian để cùng cô rà soát và tổng ôn lại các kiến thức quan trọng và trọng tâm của Chiếc Thuyền Ngoài Xa, một tác phẩm rất hay của nhà văn Nguyễn Minh Châu các bạn nhé. Và cô mong rằng các bạn cũng có thể cảm nhận được một chút không khí của Chiếc Thuyền Ngoài Xa thông qua bộ trang phục của cô ở tiết học này. Cô không lựa chọn trang phục mang hơi hướng của biển, nhưng mà đây là trang phục gọi là mang hơi hướng của người nhiếp ảnh các bạn ạ, của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Bởi vì như tất cả chúng ta đã biết, đây chính là nghề nghiệp của Phùng. Nhưng không chỉ là nghề nghiệp các bạn nhé, mà còn là niềm đam mê của Phùng nữa. Nào, chúng ta đến với Chiếc Thuyền Ngoài Xa để tìm hiểu về hành trình của nhân vật Phùng các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta nói một chút về nhân vật Phùng đã nào các bạn ơi. Phùng, nghề nghiệp, các bạn nhìn phát là các bạn nhận ra luôn rồi, đúng không? Phùng là nhiếp ảnh gia. Nhiệm vụ và công việc của Phùng là gì vậy? Đó là dùng chiếc máy ảnh của mình để chụp lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời này, để có thể lưu giữ lại trong ống kính máy ảnh những khung hình tuyệt đẹp của thiên nhiên, của tạo hóa, của con người, để lưu giữ lại những khung hình mà trong đó có những câu chuyện, trong đó có những linh hồn, trong đó có những thủ thỉ thông điệp. Các bạn sẽ thấy rằng là ai trong chúng ta cũng có thể chụp ảnh, đặc biệt là trong xã hội hiện đại phát triển như bây giờ. Các bạn hầu như là đều có một chiếc điện thoại giúp các bạn có thể chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc. Và các bạn lại còn có các nền tảng mạng xã hội để có thể đăng tải những khoảnh khắc, những khung hình của mình đến với tất cả những người theo dõi, đúng không? Thế nhưng mà ai cũng có khả năng chụp ảnh, nhưng chụp như thế nào? Đâu phải ai trong chúng ta cũng có thể chụp đẹp đâu. Ví dụ như cô, giao cho cô một chiếc máy ảnh thì cô chỉ biết chụp gọi là vui vui thôi, chỉ biết chụp đời thường thôi. Nhưng một người nghệ sĩ nhiếp ảnh thì lại khác các bạn ạ. Một cái khung cảnh như thế này, họ nhìn thấy như thế này, nhưng thu vào trong ống kính của họ thì lại đậm chất nghệ thuật. Thu vào trong ống kính của họ lại là một lăng kính đầy độc đáo và khác biệt. Họ sẽ biết nhìn những điểm nhìn khác nhau, những góc nhìn đầy sự sáng tạo để tạo nên những bức hình thực sự là có giá trị nhất. Họ lại còn biết tạo hình về chỉnh màu này, rồi rất là nhiều các cái yếu tố khác để có được một bức hình đẹp nữa. Vậy thì đó chính là công việc của nhiếp ảnh gia Phùng. Nhưng các bạn nhớ cho cô nhá, Phùng không chỉ là một người làm công việc chụp ảnh, mà Phùng là một người nghệ sĩ yêu hành trình sáng tạo nghệ thuật các bạn nhá. Phùng thực sự là một người nghệ sĩ chân chính. Người nghệ sĩ chân chính là người như thế nào vậy? Là người yêu công việc của mình, là người yêu ống kính máy ảnh của mình, là người yêu cái quá trình sáng tạo nên nghệ thuật, là người không ngừng nỗ lực tìm kiếm và kiến tạo nên những tác phẩm để đời, là người không màng tới những giá trị vật chất, cũng không quan tâm tới những lời tán dương, ca tụng. Điều họ quan tâm là tác phẩm mà họ tạo nên cho đời có thực sự có giá trị hay không. Đấy chính là Phùng. Chúng ta cảm nhận được cái tình yêu của anh đối với nghệ thuật, đối với những khung hình một cách vô cùng rõ nét. Đấy là lý do mà đôi khi, khi cô tìm hiểu về nhân vật Phùng trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa, thậm chí cô còn nghĩ tới một cây bút cũng rất ngông, một cây bút mà cũng dành tình yêu trọn vẹn cho nghệ thuật, một cây bút mà không muốn đi vào những con đường mòn cũ kỹ bởi vì muốn tự mình khám phá nên những chặng đường sáng tạo ấn tượng nhất. Đó là ai vậy các bạn? Chắc chắn rồi, trong chương trình lớp 12 của chúng ta, khi cô nêu ra những đặc điểm vừa rồi thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ nghĩ tới về nhà văn Nguyễn Tuân. Mà theo như nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh thì nhà văn Nguyễn Tuân chính là hiện thân của một người nghệ sĩ chân chính đích thực. Phùng cũng là một người nghệ sĩ như thế. Phùng cũng là một người nhạy cảm và tinh tế với cái đẹp. Phùng cũng là một người mà khi ngắm nhìn được vẻ đẹp, trái tim anh trở nên thuần khiết, trái tim anh trở nên được gột rửa tất cả những bụi bẩn của cuộc đời. Anh cảm thấy hạnh phúc vô ngần, anh cảm thấy vô cùng hào hứng, anh cảm thấy yêu cuộc đời, yêu chiếc máy ảnh và yêu công việc, yêu cái niềm đam mê mà mình đã chọn lựa. Phùng thực sự là một người nghệ sĩ chân chính như thế đấy các bạn ạ. Cùng cái khung cảnh ấy, có thể chúng ta cũng sẽ thấy xúc động
Nhưng sự xúc động của những người nghệ sĩ mà thực sự yêu cái đẹp ấy, là những người mà cả cuộc đời tìm kiếm cái đẹp và sáng tạo cái đẹp ấy, thì niềm hạnh phúc ấy của họ còn sâu sắc hơn, còn trào dâng hơn, còn mãnh liệt hơn nữa. Vậy điều đầu tiên các bạn nhớ về Phùng cho cô là Phùng là một nhiếp ảnh gia và là một người nghệ sĩ đích thực. Nhưng đương nhiên hành trình của Phùng cũng là một hành trình mà bản thân anh sẽ vỡ lẽ rất nhiều về chính niềm đam mê nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, các bạn còn nhớ cho cô một đặc điểm nữa về Phùng. Đấy là anh từng là một người lính vào sinh ra từ để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước. Ta có nhớ cho cô về Phùng, đó là từng là một người lính. Khi mà được giao nhiệm vụ đấy là chụp một cái bức ảnh cho bìa của bộ lịch năm mới, thì Phùng đã quyết định là sẽ quay trở về cái vùng biển mà gắn liền với những tháng năm mưa bom bão đạn anh đã từng trực tiếp trải qua. Anh đã quay trở về vùng biển mà ngày xưa ấy là chiến trường cũ anh từng đồng hành với những người đồng đội của mình. Các bạn đã bao giờ để ý đến chi tiết ấy chưa? Các bạn đã bao giờ để ý đến chi tiết mà anh quay trở lại chính chiến trường xưa cũ ấy để sáng tạo nên nghệ thuật của thời điểm hiện tại chưa? Quay trở về chiến trường cũ để chụp một bức hình theo yêu cầu của trường phòng để sáng tạo nghệ thuật. Phải chăng ở một góc độ nào đó, người lính ấy cũng muốn nhìn lại chiến trường năm xưa trong thời điểm hiện tại. Người nghệ sĩ ấy cũng muốn biết rằng khi chiến tranh đã qua đi, khi nỗ lực của những người lính như Phùng, như Đầu đã thực sự trở thành hiện thực, thì cuộc sống của người dân nơi ấy sẽ như thế nào? Chúng ta cũng từng có thể nghĩ rằng là chiến tranh là một vấn đề lớn. Chiến tranh đã đem tới rất nhiều những đau thương. Chiến tranh đã gieo rắc nên biết bao nhiêu những sự mất mát. Thế nên nếu như chiến tranh qua đi, thì ngay lập tức cuộc sống của người dân sẽ trở lại với nhịp độ bình thường. Ngay lập tức con người sẽ hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái mà tận hưởng cuộc đời. Bởi vì họng súng của quân thù đã không còn chĩa vào dân ta nữa. Thì đó là lúc mà nhân dân ta có quyền được sống một cuộc sống hạnh phúc, độc lập, tự do, thoải mái. Nhưng câu chuyện đâu đơn giản như vậy. Ở cái thời kỳ hậu chiến, nhà thơ Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút tiên phong nhận ra rằng khi chiến tranh qua đi, những vấn đề nhân sinh khác sẽ lại xuất hiện. Đâu phải chỉ có mỗi vấn đề về chiến tranh, thậm chí có những vấn đề mà trong giai đoạn chiến tranh, trong giai đoạn mưa bom bão đạn ấy thì chúng ta tạm thời đẩy lùi và không có quan tâm tới thôi, chứ không có nghĩa là những vấn đề ấy không tồn tại. Đấy là lý do khi chiến tranh không còn nữa rồi thì người dân vẫn chật vật đối diện với những khó khăn khác. Đó là gánh nặng mưu sinh nhọc nhằn, đó là gánh nặng cơm áo gạo tiền trên đôi vai gầy của những người đang cố gắng kiếm ăn qua ngày. Đó là những cái tàn dư mà cuộc chiến vẫn để lại. Tàn dư cuộc chiến để lại đâu chỉ là những cái chiến trường cũ với những bãi xe tăng hỏng, với những xác xe tăng từ thời chiến trận, mà tàn dư còn để lại trong tâm hồn của con người khi đi qua cuộc chiến. Có những ảnh hưởng chúng ta nhìn thấy được trực tiếp, chúng ta nhìn thấy được bằng mắt thường, đúng không các bạn? Nhưng có những tổn thương ở sâu bên trong tâm hồn ai có thể nhìn thấy được đây? Đấy là những nỗi đau ẩn sâu bên trong mà không thể quan sát bằng mắt thường được. Đấy là lý do mà hành trình của Phùng là hành trình tìm về những tổn thương khuất lấp ấy, là hành trình để khám phá những điều, những tàn dư, những đau đớn của chiến tranh, những vấn đề nhân sinh mới mà nếu như chỉ dừng lại nhìn và quan sát bình thường không bao giờ chúng ta có thể thấy được các bạn nhé. Vì thế nên hành trình của Phùng chúng ta gọi đó là một hành trình nhận. Các bạn nhớ cho cô cụ từ này khi nói về hành trình của Phùng. Hành trình nhận thức các bạn nhé. Tại sao lại gọi là hành trình nhận thức? Tình huống trong chiếc thuyền ngoài xa là gì vậy? Chúng ta lại ôn lại bài cũ một chút này. Lúc nãy khi cô trò mình chia sẻ với nhau về vợ nhặt, cô cũng có nhấn mạnh với các bạn rằng tình huống chuyện chính là một trong các sự việc nòng cốt quan trọng của câu chuyện. Và sự việc ấy là sự việc mang tính bước ngoặt. Có nghĩa là sau cái tình huống đấy,
thì nhân vật sẽ đối diện với rất nhiều những sự thay đổi. Nhân vật sẽ phải đấu tranh tâm lý, nhân vật phải tự tình tìm ra một cái câu trả lời cần thiết cho mình. Giống như chúng ta cũng đã phân tích tình huống chuyện ở trong Vợ Nhặt, anh cu chàng nhặt được vợ giữa nạn đói. Tình huống ấy đã tác động đến tất cả các nhân vật trong câu chuyện. Tình huống ấy đã tạo nên những diễn biến mới cho câu chuyện. Tình huống ấy đã đem tới ánh sáng cho một bối cảnh tối sầm lại vì đói khát. Vậy trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa, tình huống là gì vậy? Có một tình huống rất mâu thuẫn đã được thể hiện trong tác phẩm này qua ngòi bút của cây bút thế sự Nguyễn Minh Châu. Đó chính là Phùng phát hiện ra câu chuyện cổ quái đản ngay sau cảnh đất trời cho. Các bạn nhớ cho cô nhé, cô nhắc lại tình huống nhận thức trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Đó là Phùng phát hiện ra cảnh bạo lực gia đình, phát hiện ra câu chuyện cổ quái đản ấy ngay sau cảnh đất trời cho. Có nghĩa là tình huống nhận thức trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa bao gồm cả hai phát hiện của người nghệ sĩ Phùng các bạn nhé. Chúng ta nói về hai phát hiện ấy. Phát hiện thứ nhất, đó là phát hiện về cái đẹp, phát hiện cảnh đắt trời cho. Các bạn nhớ cho cô, phát hiện thứ nhất là phát hiện về cảnh đắt trời cho. Và phát hiện thứ hai là phát hiện về cảnh bạo lực của gia đình hàng trài. Các bạn nhìn cho cô vào hai phát hiện này và ngẫm nghĩ cho cô về hai phát hiện này nhá. Bởi vì các bạn sẽ thấy hai phát hiện này có sự mâu thuẫn lớn. Nó diễn ra tưởng chừng liên tục, nó diễn ra ở cùng một địa điểm, nó diễn ra ở ngay cái thời điểm đó. Ấy thế mà lại đem tới cho người nghệ sĩ ấy những trạng thái cảm xúc hoàn toàn đối nghịch. Đối với phát hiện đầu tiên, Phùng nhìn thấy khung cảnh của chiếc thuyền lưới vó chạm ánh bình minh đẹp tuyệt bích. Trái tim của anh như tan chảy cho khung cảnh đó. Đấy là một cảnh đắt trời cho. Đấy là món quà dành cho người nghệ sĩ, không chỉ đơn giản là đã dành một tuần để chờ đợi ở vùng biển chiến trường năm xưa cũ ấy, mà còn là một người nghệ sĩ có lẽ không chỉ một tuần đâu các bạn ạ, đã dành cả cuộc đời mình để chờ cái khoảnh khắc ấy. Bởi vì cả cuộc đời cầm máy ảnh chưa bao giờ Phùng thấy một cảnh nào đẹp đến như vậy. Đối với Phùng, khung cảnh ấy tuyệt bích lắm. Cái khung cảnh ấy khiến cho Phùng cảm thấy rằng phải chăng cái đẹp chính là đạo đức? Câu hỏi ấy, băn khoăn ấy thể hiện điều gì vậy? Thể hiện rằng với Phùng, cảnh đẹp ấy thậm chí đã tác động đến tâm hồn của anh. Anh có cảm giác như mình được gột rửa tất cả những bụi bẩn trong cõi lòng của mình. Anh có cảm giác lòng mình như hướng thiện hơn. Anh có cảm giác mình như sống một cuộc đời trong sạch hơn khi ngắm mình, khi soi mình vào trong khung cảnh tuyệt bích ấy. Ngay lập tức, Phùng đã rút chiếc máy ảnh của mình ra và bấm liên thanh 1/4 cuộn phim của chiếc máy Pratica ấy để ghi lại trong khung hình của mình, trong ống kính của mình, để nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ thay anh kể câu chuyện tuyệt mỹ mà anh đã là một người may mắn nhận được từ đất trời. Lúc ấy chắc hẳn Phùng lâng lâng và hạnh phúc lắm. Không chỉ đơn thuần là bởi vì anh đã giải được cái yêu cầu và bài toán khó mà trưởng phòng giao cho mình, mà cô tin với một người nghệ sĩ có trái tim nhạy cảm và yêu cái đẹp như Phùng, cái món quà lớn nhất với anh không phải là lời ca tụng, không phải là sự chấp nhận và công nhận từ trưởng phòng, mà là việc anh thực sự cảm thấy đấy là một cảnh đẹp. Bản thân cái việc nhìn thấy khung cảnh ấy đối với anh đã là một món quà diệu kỳ. Nếu như câu chuyện này chỉ khép lại ở phát hiện thứ nhất, thì theo các bạn sẽ như thế nào? Nếu chỉ khép lại ở cảnh đắt trời cho, thì hành trình của Phùng đã không phải là hành trình nhận thức. Nếu câu chuyện chỉ khép lại ở phát hiện thứ nhất, với cái mong mỏi, với cái nguyện cầu, với cái lý tưởng rằng cái đẹp chính là đạo đức, thì lúc ấy đâu có vỡ lẽ gì đâu. Đâu có một chút nào đấy về sự nhận thức mới được vỡ ra trong trái tim của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ có thể gói ghém lại đồ nghề của mình và trở về với thành phố. Người nghệ sĩ có thể hạnh phúc vì đã hoàn thành được nhiệm vụ. Người nghệ sĩ có thể lâng lâng bởi vì mình đã có được một cái bức ảnh để đời. Và thế là đủ. Quan điểm của anh về nghệ thuật sẽ không thay đổi. Quan điểm của anh về cuộc đời cũng sẽ không đổi thay. Mọi thứ vẫn sẽ chỉ như thế. Và ở một góc độ nào đó, mặc dù cái ống kính máy ảnh này nó đem đến cho Phùng cơ hội để sáng tạo nghệ thuật, nhưng nó đồng thời
cũng giới hạn lại điểm nhìn của người nghệ sĩ ấy. Tại sao? Bởi vì Phùng chỉ có nhìn qua ống kính này mà thôi. Khi mà nhìn qua ống kính này, anh chọn cái góc nhìn mà mình muốn. Anh chọn cái khung hình mà mình muốn. Anh nhìn cái mà anh muốn nhìn thấy thôi. Đôi khi sẽ có rất nhiều khung cảnh khác ở ngay bên cạnh, ở ngay đằng sau mà anh không nhìn thấy mà thôi. Đôi lúc phải tạm biệt với cái ống kính máy ảnh ấy. Cái ống kính máy ảnh tràn đầy sự sáng tạo nhưng lại giới hạn và chật chội trong cái tôi của người nghệ sĩ. Cái ống kính máy ảnh đôi khi khiến cho Phùng hiểu nhầm rằng cái đẹp thuần túy cũng chính là nghệ thuật. Đó là lý do chúng ta phải có cái phát hiện thứ hai. Và đó là lý do sự diệu kỳ và sự xuất chúng trong ngòi bút của nhà văn Nguyễn Minh Châu nằm ở cái phát hiện thứ hai này này các bạn ạ. Đấy là ngay sau cảnh Đất Trời Cho, Phùng phát hiện ra từ cái chiếc thuyền lưới vó đẹp như mơ ấy, bước xuống là cặp vợ chồng của gia đình hàng trài với thân hình thô kệch, với dáng vẻ mang đậm sự nhọc nhằn khốn khó. Họ lôi nhau lên bờ và người chồng rút chiếc thắt lưng ra để đánh người vợ của mình. Cái chiếc thắt lưng ra từ thời lính ngụy ấy đã trở thành một thứ vũ khí để ông trút biết bao nhiêu nỗi phẫn nộ về cuộc đời này lên tấm lưng bạc phếch và ướt đẫm ấy của mụ, của người đàn bà hàng trài, của người vợ mà đã từng cùng ông đầu ấp tay gối. Vừa đánh, ông lại còn kèm theo những lời chửi rủa: mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. Đâu chỉ là sự tra tấn về mặt thể xác, đó còn là sự dày vò về mặt tinh thần. Mà sau này chúng ta cũng biết đấy đâu phải là một cái cuộc đánh, một cái trận đòn roi diễn ra một cách bất ngờ và hiếm hoi. Đấy là một thói quen đã được thỏa hiệp. Họ tự thỏa hiệp với nhau rằng họ chấp nhận cái chuyện đấy. Người đàn bà chấp nhận bị đánh, người chồng đánh vợ đã là một sự kiện làm cho Phùng cũng như tất cả độc giả của chúng ta ngỡ ngàng. Thế mà sau đấy chúng ta còn để ý thấy điều gì vậy? Đó là người phụ nữ ấy cam chịu, người phụ nữ ấy nhẫn nhục, người phụ nữ ấy chấp nhận để trận đòn roi và những lời nguyền rủa ấy bám víu lấy thân thể của bà, lấy tinh thần của bà, mà bà không hề phản kháng, bà không hề hồi đáp, bà không hề chạy trốn, bà không hề có bất cứ một phản xạ nào với sự tấn công của người đàn ông. Bởi vì họ đều chấp thuận cho việc đấy xảy ra. Các bạn có ngỡ ngàng khi các bạn đọc đến đoạn đấy không? Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã lựa chọn ngôi kể thứ nhất, xưng tôi, với điểm nhìn trần thuật đặt vào chính người nghệ sĩ Phùng. Tại sao vậy? Bởi vì ngôi kể thứ nhất sẽ có cái tác dụng đấy là giúp chúng ta đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật, giúp chúng ta hiểu được những biến chuyển dù nhỏ bé nhất, cụ thể nhất và tỉ mỉ nhất của nhân vật đấy, để chúng ta hiểu được rằng nhân vật đang cảm thấy thế nào, nhân vật đang suy nghĩ ra sao, nhân vật có những thay đổi gì ở bên trong góc nhìn và suy tư của chính mình. Nên khi chúng ta đồng hành cùng Phùng với ngôi kể thứ nhất xưng tôi, chúng ta cũng sẽ được nhận thức cùng với nhân vật, chúng ta cũng ngỡ ngàng cùng với nhân vật. Ví dụ như ở phát hiện thứ hai này, ta ngỡ ngàng chứ, ta sừng sốt chứ. Tại sao vậy? Tại sao từ chính cái chiếc thuyền ngư phù đẹp như mơ ấy lại diễn ra cái khung cảnh bạo lực gia đình? Tại sao khi chiến tranh đã qua đi rồi, bản thân Phùng cũng là một người lính đã từng vào sinh ra tử, có đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết như cách nói của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, chính Phùng cũng đã góp mình để tạo nên nền hòa bình độc lập cho dân tộc, cho đất nước, cho chính cái vùng biển là chiến trường xưa nơi anh gắn bó trong suốt những tháng năm mưa bom bão đạn. Ấy thế mà bây giờ khi chiến tranh qua đi, chính những người dân trong một đất nước, chính những người dân trong một vùng biển, chính những người dân trong một gia đình lại đánh đập lẫn nhau, lại hành hạ lẫn nhau như thế. Làm sao mà Phùng không sừng sốt được đây? Điều đó dẫn tới một hành động mà cho thấy được cái vẻ đẹp của người nghệ sĩ bên trong Phùng sâu sắc đến thế nào. Đó là các bạn có nhớ cái chi tiết khi mà nhìn thấy cái cảnh bạo lực này này. Sau khi mà trải qua cái giây phút ngỡ ngàng không thể tin nổi vào cái sự việc diễn ra trước mắt, thì Phùng đã buông chiếc máy ảnh xuống và chạy nhào tới. Chiếc máy ảnh này nó không chỉ là công cụ để Phùng làm việc các bạn nhé. Chiếc máy ảnh này là ống kính để Phùng nhìn nghệ thuật. Chiếc máy ảnh này là
cái chất liệu là phương tiện để Phùng có thể sáng tạo nghệ thuật. Chiếc máy ảnh này chính là cái tôi của người nghệ sĩ ấy, đúng không? Bởi vì nhờ chiếc máy ảnh mà Phùng ghi lại những khung hình, giống như lúc mà Phùng đã rút chiếc Pratica ra để chụp liên thanh 1/4 cuộn phim, ghi lại vào cái ống kính của mình khoảnh khắc đẹp như mơ như mộng của chiếc thuyền lưới vó chạm ánh bình minh. Thế mà ở giây phút ấy, Phùng không có đắn đo, Phùng không có suy nghĩ, Phùng không có đấu tranh. Như một phản xạ rất tự nhiên, anh buông chiếc máy ảnh ra để chạy nhào tới. Anh chạy tới với cái gì vậy? Anh chạy tới với cái khung cảnh bạo lực kia. Anh chạy tới vì không chấp nhận rằng sự việc ấy có thể diễn ra ở trên mảnh đất này khi mà hòa bình đã được lập lại. Anh chạy tới bởi vì anh không đành lòng nhìn thấy một người phụ nữ bị đánh đập, bị hành hạ mà lại mù quáng cam chịu và nhẫn nhục như thế. Đấy là một chi tiết cho thấy Phùng đã tạm thời từ bỏ cái tôi nghệ thuật cũ kỹ trước đấy để lao mình chạy đến với cuộc đời. Đó chính là điểm tựa cho hành trình nhận thức của nhân vật. Hành trình nhận thức là gì vậy? Có nghĩa là trải qua hành trình đấy, nhân vật có những vỡ lẽ, nhân vật có những góc nhìn mới, nhân vật thay đổi những quan niệm, những lăng kính, những ý kiến, những chấp niệm trước đó để mở rộng lòng mình và đón chờ những góc nhìn mới. Hành trình nhận thức của Phùng đã bắt đầu qua hai phát hiện đấy. Để dần dần, khi Phùng tìm hiểu về câu chuyện của người đàn bà hàng chài, khi Phùng cố gắng để giúp đỡ mụ, ở trong lăng kính của Phùng thì là như vậy mà. Khi Phùng cố gắng mời mụ đến tòa án huyện để cùng với người bạn chiến đấu năm xưa nay đã là chánh án, đó là đầu, để cùng nhau sẽ thuyết phục người đàn bà ấy bỏ chồng đi, đừng sống như vậy nữa, bởi vì người đàn ông ấy ác độc quá, bởi vì người đàn ông ấy vũ phu quá, bởi vì cả đất nước này chẳng có người chồng nào như hắn cả. Làm gì có chuyện mà 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Làm gì có chuyện mà một người phụ nữ lại chấp nhận bị chồng của mình đánh đập và hành hạ dã man như thế cơ chứ. Phùng và Đầu đều không thể nào mà hiểu được, không thể nào mà hiểu được. Họ cố gắng để thuyết phục bằng được người phụ nữ ấy. Một người thì là nhiếp ảnh gia, là một người nghệ sĩ. Một người là chánh án huyện với chồng hồ sơ chất đầy lên bàn làm việc của mình, là một người tri thức. Cả hai người lại còn là những người lính đã từng vào sinh ra tử vì đất nước. Chắc chắn Phùng và Đầu đều là những người mà thực sự có tâm, thực sự giàu lòng trắc ẩn và muốn chiến đấu vì chính nghĩa, kể cả trong cuộc sống thời bình. Nhưng có một điều họ đã không hình dung đến trước. Đấy là cuộc đời này không đơn giản như vậy. Nếu như cuộc đời đơn giản đấy là người phụ nữ này quá mù quáng, bà ta nghe theo lời của Phùng vào đầu, bà ta bỏ chồng, sống một cuộc đời hạnh phúc, thế thì dễ dàng quá, đúng không các bạn? Cuộc đời này khó ở chỗ là gì? Là những sự lựa chọn của chúng ta luôn luôn đi kèm với những sự đánh đổi. Và rất khó để đạt được một cái điều hoàn mỹ trong một quyết định nào đó. Nếu như các bạn chọn A, các bạn đôi khi sẽ phải hy sinh cái B. Nếu như các bạn chọn B, các bạn sẽ phải chấp nhận các bạn mất A. Ví dụ, nói một cách đơn giản thế này. Các bạn lựa chọn là các bạn sẽ học đúng trường đại học mà mình yêu thích. Nhưng cái giá phải trả đấy là trường đại học ấy có học phí đắt đỏ quá. Mình phải suy nghĩ đến điều kiện kinh tế của gia đình, đến gánh nặng của bố mẹ. Hoặc là trường đại học ấy học phí vừa phải nhưng lại xa nhà. Mình bắt buộc sẽ phải xa quê hương. Mình bắt buộc sẽ phải bắt đầu một cuộc sống tự lập của thời sinh viên. Các bạn sẽ thấy, đấy chỉ là một ví dụ rất nhỏ thôi, đúng không? Tất cả những cái quyết định của các bạn đều sẽ đi kèm với được và mất. Chỉ là các bạn lựa chọn như thế nào mà thôi. Thế nên đâu có sự lựa chọn nào là hoàn mỹ. Đâu có quyết định nào là không làm tổn thương ai hoặc không làm ai phải thiệt thòi hay được mất cái gì đâu. Đấy là lý do mà câu chuyện không thể diễn ra theo như cái cách mà Phùng và Đậu nhận xét được. Đấy là lý do mà người đàn bà hàng chài, hay như cái cách gọi thật dân dã của nhà văn Nguyễn Minh Châu, đó là mụ ấy, cái người phụ nữ ít học ấy, cái người phụ nữ mà với thân hình thô kệch và tấm lưng áo bạc phếch, nửa thân dưới ướt sũng, người phụ nữ mà đã thức cả đêm để kéo lưới ấy, người phụ nữ với gánh nặng mưu sinh nhọc nhằn ấy, người phụ nữ đã oằn mình để chịu những trận đòn roi và những lời có thể nói rằng là gây tổn thương đến tinh thần của mình ấy.
Người phụ nữ đó đến cuối cùng lại đem đến những bài học nhận thức cho cả Phùng, Đầu và cho tất cả chúng ta. Bởi vì mụ có lý do của mình khi lựa chọn thỏa hiệp với những hành động ấy của người chồng. Lúc đầu thì mụ không định nói, mụ chỉ cầu xin quan tòa là đừng bắt con bỏ hắn. Nhưng sau đó thì mụ đã quyết định phải kể. Mụ kể về lý do mụ lựa chọn như vậy. Mụ kể về cái mối quan hệ giữa mình với người đàn ông ấy. Mụ kể về cái niềm biết ơn mà mụ dành cho người đàn ông hàng trài. Bởi vì nếu như không có người đàn ông ấy, có lẽ sẽ chẳng có ai ngó ngàng gì đến mụ cả. Cái tâm lý của mụ dành cho người đàn ông, dành cho người chồng của mình các bạn ạ, cái này có lẽ sẽ hơi khó một chút để hình dung, nhưng hãy thử tưởng tượng nhé. Cái tâm lý đấy ở đây ấy, là một cái tình yêu mà đậm lòng biết ơn, là một tình yêu mà có màu sắc của sự tôn thờ. Đấy là góc nhìn cá nhân của cô nha, cô chia sẻ để các bạn thử hình dung. Thực ra yêu ấy có rất nhiều cách yêu. Và câu chuyện hôn nhân không chỉ là câu chuyện của tình yêu, mà còn có trách nhiệm, còn có cái sứ mệnh dành cho con cái nữa. Họ có cả một đàn con phải nuôi, chúng ta phải nhớ về điều đấy. Và tình yêu mà người phụ nữ ấy dành cho người đàn ông của đời mình ấy, là một tình yêu của sự biết ơn. Bởi vì trong góc nhìn của những người phụ nữ như mụ ấy, nếu như người đàn ông ấy không mở rộng vòng tay thì mụ không bao giờ được ai ngó ngàng tới. Cái sự tự ti ở trong mụ quá lớn, vì thế nó hình thành một cái trạng thái tâm lý biết ơn và tôn thờ với người đàn ông đã lựa chọn mình. Trong góc nhìn của họ là như thế các bạn nhé. Trong góc nhìn của họ là người đàn ông ấy đã cúi xuống mà lựa chọn mình. Các bạn có thấy giống nhân vật nào trong câu chuyện nào mà các bạn đã từng được học trong chương trình ngữ văn lớp 11 của chương trình cũ không? Đó chính là Chuyện ngắn đời thừa của nhà văn Nam Cao. Sự tôn thờ mà Từ dành cho hộ ấy, có khá nhiều điểm tương đồng với tình cảm của mụ dành cho người đàn bà hàng trài, dành cho người đàn ông hàng trài. Tuy nhiên là nếu các bạn đọc đời thừa thì cô nghĩ rằng là các bạn nên đọc đời thừa nếu như các bạn muốn hiểu về tâm lý của mụ trong Chiếc thuyền ngoài xa. Bởi vì trong đời thừa ấy thì nhà văn Nam Cao sẽ đi sâu vào khắc họa thế giới nội tâm của Từ nhiều hơn. Đó là lý do mà khi các bạn đọc đời thừa các bạn sẽ hình dung được rằng là vì sao những người phụ nữ như Từ và như mụ lại chấp nhận một mối quan hệ như thế. Ở trong góc nhìn của chúng ta, ta thấy mụ khổ, đúng không? Khổ chứ, là nạn nhân của những cái trận bạo hành như thế, khổ chứ. Thế nhưng mà trong góc nhìn của mụ ấy thì mụ không khổ, người đàn ông ấy mới khổ. Trong góc nhìn của Từ cũng là như vậy. Từ cũng từng nghĩ rằng là mình không phải là người khổ mà hộ mới khổ. Từ thương cái sự khốn khổ ấy của người đàn ông đã cưu mang Từ. Khi mà họ yêu với một cái tình yêu tôn thờ như thế thì sẽ rất khó để họ có thể từ bỏ người đàn ông mà họ cho rằng người ấy đã lựa chọn họ, lựa chọn mình, chứ không phải là họ có quyền được lựa chọn. Cô nghĩ rằng đấy cũng là một cái hình bóng của một mối quan hệ mà kể cả trong cuộc sống hiện đại như chúng ta bây giờ ấy vẫn có xuất hiện. Đôi khi các bạn sẽ có những cái băn khoăn và thắc mắc đấy là vì sao có một người phụ nữ ở trong một cái mối quan hệ rất là độc hại, ở trong một mối quan hệ mà người đàn ông của mối quan hệ đấy đánh đập người phụ nữ một cách rất là dã man. Và việc đấy không chỉ diễn ra một lần mà họ vẫn không từ bỏ, họ vẫn không thể dứt được mối quan hệ đấy. Là bởi vì một trong những nguyên nhân cô nghĩ rằng là chính từ cái tâm lý tôn thờ này này, chính từ cái tâm lý cảm thấy tự ti về cái xuất phát điểm của mình. Ví dụ như đối với mụ, là mụ nghĩ rằng là mình là một người con gái quá xấu xí, không ai có thể ngó ngàng đến mình. Đối với Từ thì là bởi vì Từ đã có một đứa con, thành ra là Từ sẽ càng ít sự lựa chọn. Nếu như không phải là hộ giang tay để cứu Từ và cứu cuộc đời của Từ, cứu con Từ, thì Từ sẽ chỉ một mình nuôi con chật vật mà chẳng biết có nuôi được con hay không. Sẽ có những người phụ nữ họ ở trong cái thế yếu của một mối quan hệ ấy các bạn ạ, thì họ sẽ rất khó để dứt khỏi người đàn ông ấy. Bởi vì kể cả người đàn ông ấy có đối xử tệ với họ trong góc nhìn của người ngoài, thì họ vẫn thấy rằng họ thà chấp nhận cái tệ ấy để tiếp tục được kề vai sát cánh, để tiếp tục không phải cô đơn, để tiếp tục có một người ở bên cạnh, để con mình có bố, để gia đình tổ ấm nhỏ của mình có một chỗ dựa.
Vì thế nếu như các bạn xét trong nhiều câu chuyện của cuộc sống hiện đại đời nay ấy, vẫn có thấp thoáng những cái câu chuyện như mụ, như từ, như thế đấy các bạn ạ. Quay trở lại với nhân vật người đàn bà hàng chài, chúng ta sẽ thấy rằng là cái lý do mà mụ đưa ra cho những cái trận đòn roi đấy là bất cứ khi nào thấy khổ quá thì hắn lại lôi tôi lên bờ mà đánh. Cái lý do cho những trận đòn roi được gói gọn lại chỉ trong một chữ mà thôi, đó là chữ khổ. Những khổ đau cay đắng, những nhọc nhằn vất vả, đôi khi lại là một nguyên cớ để đẩy con người ta vào những sự lựa chọn không được chuẩn mực đạo đức cho lắm. Các bạn có nhớ trong chuyện ngắn Lão Hạc thì nhân vật ông giáo cũng đã từng, cô dùng từ biện hộ đặt trong dấu ngoặc kép cho người vợ của mình như thế này: vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người có cái chân đau, làm sao quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một người khác đâu. Các bạn sẽ thấy, vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Cái khổ của người vợ ông giáo đã trở thành một lời biện hộ, trở thành một nguyên nhân cho việc bà không thể mở lòng với thân phận của những người xung quanh, trở thành nguyên nhân cho việc bà có phần vô tâm với nỗi niềm và sự khốn khổ của Lão Hạc, trở thành một cái động lực mà khiến cho bà khó lòng có thể mở lòng được với những người khác. Hay như có một nhân vật nữa mà lúc nãy chúng ta cũng vừa mới phân tích, đó chính là nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Cái quen khổ đấy như lúc nãy cô đã phân tích cho các bạn, đấy là một cái gật đầu chấp nhận của Mị với cái cuộc sống nơi nhà thống lý Pá Cha. Chấp nhận mình chỉ là một nàng dâu gạt nợ để thế thân cho cái món nợ truyền kiếp từ đời cha mẹ của mình. Nhưng các bạn có để ý là Mị không chỉ quen với cái khổ mà cô còn vô tình quen với cái ác. Chính vì chấp nhận cái khổ nên cô cũng đã để lòng mình có những lúc nguội lạnh. Điều này ít nhất ta có thể thấy qua hai dẫn chứng. Thứ nhất, đó là chi tiết mà năm nào vào dịp Tết thì A Sử cũng sẽ đi bắt mấy người con gái nữa về làm vợ, nhưng không bao giờ Mị nói gì. Mị không phải là nạn nhân duy nhất của nhà thống lý, Mị không phải là người vợ duy nhất của A Sử, Mị không phải là người phụ nữ duy nhất bị đưa về căn nhà ấy để trở thành nô lệ, để sống cuộc đời như con trâu con ngựa và khép lại cuộc đời và tuổi trẻ của mình ở nhà thống lý. Mị nhận thức được rằng sẽ có rất nhiều cô gái trẻ khác cũng trở thành nạn nhân của cuộc sống này giống như mình. Sẽ có rất nhiều cô gái trẻ khác cũng bị tước đoạt đi quyền làm chủ và quyền tự do trong cuộc sống giống như mình. Nhưng không bao giờ Mị nói gì cả. Sự im lặng của Mị cũng là một cái sự tán đồng không lời với cái xấu, với cái ác vẫn đang diễn ra. Cái chi tiết thứ hai cho thấy rằng lòng Mị cũng nguội lạnh khi quá khổ sở ở nhà thống lý. Các bạn có nhớ đó là trong đêm mùa đông, trước khi mà A Phủ rơi nước mắt ấy, thì Mị đâu có quan tâm đến A Phủ đâu. Mị hoàn toàn không có mảy may động lòng xót thương cho người đàn ông xa lạ đang bị trói đứng vào cột chỉ chờ chết ấy. Mị thậm chí đã nghĩ rằng là A Phủ có là cái xác chết đứng đây thì cũng thế mà thôi. Bởi vì lúc ấy Mị chỉ biết tập trung vào cái ngọn lửa bé nhỏ và le lói trong trái tim mình. Bởi vì lúc ấy Mị làm gì có đủ tâm trí để mà quan tâm tới một người nào khác đâu. Đấy các bạn thấy, Mị đâu có chỉ quen với cái khổ, Mị còn quen với cái ác nữa. Cái khổ thật xót xa và cay đắng thay, khi đôi khi trong rất nhiều các câu chuyện nó lại trở thành nguồn cơn của cái ác. Nó lại trở thành một lời biện hộ cho những sự vô tâm và vô tình. Cái ác không chỉ đơn thuần là chúng ta thực hiện một cái hành động xấu xa, mà cái ác ở đây ấy, các bạn sẽ thấy rằng là giống như là một câu nói rất là nổi tiếng mà đại ý rằng là thế giới này không chỉ xấu đi bởi những người làm việc ác, mà còn bởi sự im lặng của những người tốt. Nếu như chúng ta im lặng trước những hành động xấu xí, nếu như chúng ta im lặng trước những câu chuyện cay đắng, trước những cái câu chuyện đầy mâu thuẫn của cuộc đời này, thì khác gì
chúng ta cũng đang tán đồng với cái việc nó diễn ra một cách ngang nhiên và hoành hành. Đúng không? Đấy là lý do các bạn sẽ thấy rằng là cái khổ ấy nó đã trở thành một lời biện hộ cho cái xấu như thế nào. Khi ở đây mụ cũng đã nói, bất kể lúc nào thấy khổ quá, lão lại lôi tôi lên bờ mà đánh. Đánh để bớt khổ hơn ư? Không, đánh đâu có bớt khổ hơn được đâu. Đánh vợ xong thì vẫn phải ra khơi, đánh vợ xong thì vẫn phải khốn khổ để mà nhọc nhằn và chật vật với cuộc sống mưu sinh. Đâu có thay đổi được gì cái cuộc sống ấy đâu. Nhưng hành động đó sẽ giúp người đàn ông trút được cái cơn phẫn nộ ở trong lòng mình. Hành động đó sẽ giúp cho người đàn ông cảm thấy đỡ áp lực hơn chăng? Hành động đó phải chăng sẽ giúp cho người đàn ông ấy cảm thấy vơi bớt đi phần nào những sự uất ức, bất lực cho cuộc đời này? Bởi vì rất cố gắng, rất chăm chỉ để lao động, thế nhưng lại chẳng thể có được một cuộc đời êm ấm. Cái khổ đã khiến cho hắn bất lực, bất mãn, uất ức và sinh ra những hành động xấu xí trở thành thói quen. Như vậy các bạn sẽ thấy, cái khổ này nó cũng là nguồn cơn của những điều không tốt đẹp xảy ra trong cuộc đời thì phải. Và mụ chấp nhận những điều ấy. Mụ chấp nhận những điều ấy bởi vì mụ nghĩ rằng đấy là một cách mụ san sẻ được với người chồng của mình về những gánh nặng gia đình. Bởi vì chiếc thuyền chống chọi trong sóng gió giữa phá rất cần một người đàn ông làm trụ cột. Bởi vì cả đàn con thơ của mụ cũng đang cần được lấp đầy bụng ăn. Nếu như không có người đàn ông ấy, mụ không thể lo được cho những đứa con. Nếu như không có người đàn ông ấy thì con thuyền sẽ chơi vơi trong sóng gió. Nếu như không có người đàn ông ấy thì mụ không thể nào có thể đảm bảo được rằng là các con sẽ được ăn no. Cái niềm hạnh phúc của mụ trong mắt chúng ta nó sẽ rất là méo mó, sẽ rất là khác thường, đúng không? Nhưng các bạn ơi, hạnh phúc đâu phải là một mẫu số chung cho tất cả mọi người. Hạnh phúc là một khái niệm mang tính chất vận động, bởi vì mỗi chúng ta sẽ có một định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình. Có người được ăn no thôi đã là hạnh phúc. Có người được đi du lịch khắp nơi mới là hạnh phúc. Có người yêu và được yêu là hạnh phúc. Có người theo đuổi sự nghiệp là hạnh phúc. Hạnh phúc lại còn theo tính thời điểm. Lúc mà chúng ta đang đói thì chỉ cần ăn no. Lúc mà chúng ta đang khát thì chỉ cần uống nước. Lúc mà chúng ta đang buồn ngủ thì chỉ cần một chiếc giường đệm êm ấm mà thôi, để ngả vào giấc ngủ say. Ở thời điểm này hạnh phúc với các bạn là sẽ thi thật tốt và đỗ đại học. Mỗi chúng ta có một điểm hạnh phúc. Vậy làm sao chúng ta phán xét được sự lựa chọn hạnh phúc của người khác các bạn ơi? Niềm hạnh phúc ấy có thể rất khác thường trong góc nhìn của chúng ta, nhưng trong lăng kính, trong điều kiện, trong hoàn cảnh của họ thì đấy là sự lựa chọn tốt nhất có thể với họ. Khi nhận được câu hỏi rằng là cả đời chị có lúc nào thật vui không? Một cái câu hỏi dài quá. Nếu như bây giờ câu hỏi các bạn là cả đời các bạn có lúc nào thật vui không? Không phải ai trong số chúng ta cũng có thể ngay lập tức lựa chọn một khoảnh khắc. Bởi vì có quá nhiều khoảnh khắc như thế. Ví dụ hỏi là trong ngày hôm nay có lúc nào vui mình còn trả lời được ngay. Chứ hỏi cả cuộc đời mình 18 năm, 20 năm hay với cô là gần 30 năm rồi, 29 năm rồi. Làm gì có chuyện mà mình ngay lập tức chọn được luôn. Bởi vì mình có nhiều niềm vui để chọn. Nhưng các bạn có thấy người phụ nữ ấy ngay lập tức trả lời không? Bởi vì cuộc đời bà đâu có nhiều niềm vui đến thế. Bà nói, vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi, chúng nó được ăn no. Niềm hạnh phúc của người mẹ ấy chỉ là như thế mà thôi. Niềm hạnh phúc của người mẹ ấy trao trọn vẹn cho các con. Bà không khóc vì mình, chỉ rơi lệ vì con. Bà không hạnh phúc cho trái tim mình, chỉ hạnh phúc khi thấy các con được ăn no. Đối với bà, như thế đã là đủ rồi. Chúng ta làm sao phán xét được một niềm hạnh phúc của một người mẹ như vậy? Đúng không các bạn? Người mẹ ấy cũng giống như bà cụ Tứ mà chúng ta đã tìm hiểu trong Vợ Nhặt. Họ đều là những người mẹ đã dành trọn trái tim của mình cho các con. Họ đều là những người mẹ chẳng khóc cho nỗi niềm riêng tư đâu. Họ chỉ khóc vì thương con. Họ chỉ mơ những giấc mơ cho con mà thôi. Đấy là lý do mà các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những sự lựa chọn của mụ
đều có một cơ sở, mụ không hề mù quáng. Trong cái phân đoạn ở tòa án huyện, cả Phùng Đầu cũng như tất cả độc giả đã ngỡ ngàng nhận ra rằng cái người phụ nữ tưởng chừng mù quáng và ít học ấy hóa ra lại là một người phụ nữ thâm trầm và thấu hiểu lẽ đời hơn ai hết. Mụ hiểu thấu về những cay đắng của cuộc đời, mụ lăn lộn vào cuộc đời để mà biết rằng cuộc đời này chẳng hề đơn giản, để mà nói cho Phùng Đầu và tất cả chúng ta rằng không thể nào nhìn đời chỉ bằng một lăng kính cố định. Phùng đã từng nhìn đời bằng ống kính máy ảnh, Đậu đã từng nhìn đời thông qua chồng hồ sơ chất chồng trên bàn làm việc. Họ đều có những khuôn khổ và giới hạn của riêng mình. Họ đều có những chuẩn mực đạo đức để áp dụng. Những chuẩn mực ấy không sai, nhưng sẽ chẳng đúng nếu như chúng ta áp đặt vào câu chuyện riêng tư của một người khác, ở một chuẩn mực khác, ở một thước đo khác. Đó cũng chính là một thông điệp rất sâu sắc được gợi ra từ chiếc thuyền ngoài xa. Đó là hãy nhìn cuộc đời bằng một lăng kính đa diện, đa chiều, phong phú, để từ đó các bạn hiểu được về con người và cuộc đời phức tạp này. Và đến đây, khi Phùng có những ngỡ ngàng về nhân vật người đàn bà hàng chài, thì chúng ta thấy anh đã có sự vỡ lẽ. Cả Phùng và Đậu đều có những nhận thức mới, đều có một cái gì đấy bừng lên, bởi vì họ phải thay đổi cái quan điểm trước đấy của mình. Chúng ta quay trở lại với hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Lúc đầu, quan điểm của Phùng về nghệ thuật chỉ dừng lại ở cái đẹp thuần túy của cảnh vật. Nhưng giờ đây, Phùng đã nhận ra rằng là cuộc đời mới là cái chất liệu hiện thực sâu sắc nhất và xứng đáng để khai thác nhất. Nghệ thuật sẽ là thứ gì đây nếu như không vì cuộc đời mà xuất phát và không vì cuộc đời mà đi tới? Nếu như Phùng chỉ đi tìm kiếm cái đẹp thuần túy thì nói theo cách nói của nhà văn Nam Cao, Phùng chỉ đang hướng tới một ánh trăng lừa dối mà thôi. Nhưng như Nam Cao đã khẳng định, nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối và không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật phải là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. Người nghệ sĩ phải lăn mình vào cuộc đời, phải lắng nghe những tiếng lầm than ấy, phải lắng nghe những thanh âm ấy của cuộc đời và đưa vào trong những bức hình, đưa vào trong những tác phẩm nghệ thuật của mình. Lúc ấy, tác phẩm đó mới là một tác phẩm chân chính. Lúc ấy, tác phẩm ấy mới là một tác phẩm thực sự để đời. Bởi vì nghệ thuật, vị nghệ thuật sẽ chỉ nằm ở hình thức. Nghệ thuật phải vị nhân sinh, phải vì cuộc đời. Và đó là những điều mà cô Sương Mai muốn chia sẻ và nhắn nhủ với các bạn thông qua văn bản Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Cô mong rằng trong hành trình nhận thức mà chúng ta đi cùng với nhân vật Phùng, các bạn cũng sẽ có những vỡ lẽ, có những thông điệp của riêng mình các bạn nhé.